cả anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Anh Hùng, ở đất nước đang phát triển như vậy, nếu tất cả mọi người đều học theo như thầy Minh Tuệ thì đất nước này sẽ ra sao? Mặc dù tôi rất tôn trọng thầy Minh Tuệ, nhưng chúng ta cũng không nên mong mọi người học theo. Để biến nước mình thành một ngôi chùa khổ hạnh, liệu khi đó đất nước mình có phát triển được không? Câu hỏi rất là hay. Ông đã nói đó, đó là: tôi rất tôn trọng thầy Minh Tuệ, nhưng chúng ta cũng không nên mong mọi người học theo. Câu hỏi được đặt ra đó là: có học theo thì học theo có nổi không? Kiểu tu như thế đó, ai có thể làm được? Trên toàn thế giới bây giờ, tôi thấy chỉ có một mình sư Minh Tuệ thôi. Từ bên Nepal, bên Sri Lanka, bên Ấn Độ, bên Thái Lan, bên Campuchia, bên Trung Quốc, người ta ngưỡng mộ sư Minh Tuệ. Vì sao? Vì chỉ có một mình sư hiện nay trên thế giới đang học tập hạnh Đầu Đà. Sư Minh Tuệ trả lời chưa bao giờ nói tôi đã đắc đạo hay là đã thành Phật, mà nói đang học tập, đang học tập. Sư trả lời nhiều clip rất rõ ràng, không chú tâm vào vấn đề thuyết giảng, vì có nhiều người thuyết giảng rất là hay rồi, nhưng mà sư chú tâm về vấn đề học và hành, học và hành thôi. Sư khẳng định là sư là cái người môn sinh đang đi học, cũng chưa phải là sư nữa, nên không dám nhận đệ tử luôn. Vậy thì chúng ta nói rằng là chứ, mọi người giống như sư Minh Tuệ, xin lỗi, kiếm được người thứ hai đi, rồi chúng ta sẽ nói. Hãy kiếm được người thứ hai như sư Minh Tuệ đi, thì chúng ta mới bàn nó dễ dàng hơn. Thế bây giờ đó là ông nói rằng anh là nếu mà như vậy thì đất nước của chúng ta trở thành một ngôi chùa như thế đó, thì làm sao có sức mạnh. Bây giờ tôi xin tạm ví đất nước, xin tạm thôi nha, ví đất nước như một con người. Con người thì có cái hình thể này, và theo nhiều tôn giáo như bên Thiên Chúa giáo là còn có tâm linh, là còn có hồn. Phật giáo cũng tin vào tâm linh luôn. Thì bây giờ tôi xin tạm nói về cái hình thể bề ngoài này cho đã. Hình thể bề ngoài thì con người thì có nhiều bộ phận. Bộ phận con mắt nè, bộ phận cái miệng nè, bộ phận cái tai nè, bộ phận tóc nè, bộ phận cổ nè, bộ phận tay chân nè, con tim nè. Thì trong đất nước đó, mỗi người một vai trò. Những người lãnh đạo như là khối óc của đất nước này, họ lãnh đạo đất nước về vấn đề chính trị nè, rồi có những người thì thuyết giảng giỏi như cái miệng nè, nhưng chúng ta cứ nghĩ đi, sư Minh Tuệ nói là học với hành. Sư Minh Tuệ chấp nhận đi như là đôi bằng chân, đôi bằng chân. Chúng ta cứ tôn trọng, chúng ta tôn trọng tất cả các bộ phận ở trong con người, thì chúng ta cũng phải tôn trọng tất cả các bộ phận ở trong đất nước. Tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng mọi người, nhưng tôn trọng hạnh tu Đầu Đà của sư Minh Tuệ, chứ không phải giống như một số người ghen tị, chửi bới, nhiếc mắng, bịa chuyện, vu khống, tấn công. Hai cái khác nhau. Đôi bàn chân đó nếu đi được thì điều đó là một phúc hạnh cho đất nước. Hãy nhớ sư Minh Tuệ cũng đã từng đi nghĩa vụ đóng góp về vấn đề bảo vệ an ninh cho đất nước rồi. Sau khi đi nghĩa vụ thì sư Minh Tuệ mới phát nguyện đi hạnh Đầu Đà, học tập theo những lời của Đức Phật dạy. Sư Minh Tuệ cũng đã từng nói
đó là nếu mà các Phật tử có phát tâm á, thì cứ việc cúng vàng xây dựng các chùa, xây dựng các thiền viện, xây dựng các am tu vân vân. Sư Minh Tuệ nói tất cả đều là công đức. Sư Minh Tuệ chưa bao giờ chỉ trích vấn đề mà cúng vàng cho các chùa, chùa to cũng như chùa nhỏ, chùa nào đối với Sư Minh Tuệ cũng được hết. Thì tại sao lại phải tấn công vào một con người như Sư Minh Tuệ? Không còn gì để mất nữa. Sư đã buông bỏ tất cả rồi mà tại sao cứ phải ganh tị trước hạnh tu khổ hạnh của Sư Minh Tuệ? Nên nói rằng là ai cũng bắt chước theo gương Sư Minh Tuệ đó thì đất nước này còn gì nữa? Ai bắt chước được người thứ hai đi? Không dễ dàng gì đâu. Cho nên lấy cái cơ thể của mình làm một ví dụ thôi. Đất nước thì có những người lãnh đạo như khối óc, khối óc như là bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang lãnh đạo đất nước đó. Rồi có những người thuyết giảng giỏi như các vị sư thuyết giảng giỏi đó. Rồi có những người như là tai mắt, tình báo đủ thứ hết, nhịp thở của con tim. Nhưng có những người sẵn sàng tình nguyện làm đôi chân hoặc là những bộ phận thấp kém nhất, nhưng cũng là nhu cầu của con người. Xin lỗi, cái cửa sau nó rất là thấp kém, nó dơ bẩn, nhưng mà nó là nhu cầu. Ai mà bị cái gì ở cửa sau đi một lần mới biết khổ sở như thế nào khi mà không có lành mạnh ở cửa sau. Nên nói rằng là ai cũng bắt chước Sư Minh Tuệ thì cứ thử tưởng tượng đi, ra đường mà thấy tất cả là con mắt nó cứ lăn lắc lóc như vậy thì còn cái gì nữa là con người? Đó là quái thai. Ra đường mà thấy cái gì nó cũng là cái đầu lăn như vậy đó thì đó là quái thai. Phải có bộ phận này và có bộ phận kia. Chúng ta tôn trọng tất cả các bộ phận. Đừng thấy có một bộ phận mà được người ta chú ý thì mình lại nổi cơn tức giận lên, ghen tuông, tham sân si lên thì không có được. Tôi lấy ví dụ thôi. Nếu mà Sư Minh Tuệ nhận mình là cái người học và hành thôi đi, thì cứ thí dụ Sư Minh Tuệ là đôi chân. Đôi chân đi. Đôi chân đi chả là cái gì hết, nhưng mà có nhiều khi đôi chân đi vấp cái gì đó nó đau thì được sự chú ý của đôi chân. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn mà duyên lành đến với Sư Minh Tuệ được nhiều người chú ý thì tự nhiên có sự gạt ô như thế. Chứ Sư Minh Tuệ tôi chưa thấy có một phát ngôn nào mà xúc phạm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc phạm bất kỳ một ai hết. Sư lúc nào cũng khiêm cung nói rằng tôi học, học hỏi. Và hỏi về vấn đề cúng vàng thì sư rất rõ ràng. Sư chỉ nhận thức ăn một ngày một bữa, không nhận tiền. Ai cúng vàng cho các chùa, các chiền, các am, các thiền viện vân vân, sư đều ủng hộ. Sư cho rằng tất cả đều có công đức. Và đó cũng là quan điểm của tôi. Tôi chưa bao giờ phản đối việc cúng vàng cho các chùa, các nhà thờ, vì tôi cho rằng đó là những cơ sở vật chất của con người giúp cho giáo hội đó, tức là giáo hội Thiên Chúa giáo hoặc là giáo hội Phật giáo phát triển và giúp cho đất nước phát triển. Vì sao? Vì đây là phương tiện để cho thiện nam tín nữ, cho giáo dân, cho thanh niên thanh nữ đến tụ tập và học hỏi để có tâm tốt phục vụ đất nước, phục vụ giáo hội. Tôi rất ủng hộ việc mà cúng vàng để có những chùa lớn, nhà thờ lớn. Đó là quan điểm của tôi. Nhưng tôi rất ủng hộ và tán dương một vị tu hạnh đầu đà khổ sở như thế. Vì sao? Nếu mà bây giờ trở lại cái phần thứ hai, hồi nãy là nói về cái phần thể xác đó, phần thứ hai là cái phần tâm linh đó. Con người còn có cái tâm linh. Nếu mà đất nước thì còn có gì?
đất nước còn có truyền thống mà, truyền thống dân tộc này. Truyền thống dân tộc của chúng ta là Tam giáo đồng nhất này, rồi thêm sau này là Thiên Chúa giáo này.